Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thị trấn Mường Trà lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Phụ nữ Mường Trà với chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng ủy thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước xây dựng thị trấn ngày càng khang trang, đổi mới. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để phát huy vai trò của Đảng trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Mường Trà đã củng cố khối đại đoàn kết, tạo được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đảng ủy thị trấn luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong quá trình thảo luận, đề ra các chủ trương, nghị quyết. Nhiều chính sách lớn của địa phương được bàn bạc, xin ý kiến tại các chi bộ, khu dân cư, người dân để tổng hợp xây dựng thành nghị quyết. Vì vậy, các nghị quyết khi ban hành đều gắn liền với đời sống, bám sát với thực tiễn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân. Cái lãnh đạo và xây dựng cái chương trình hành động để chỉ đạo các cái chi bộ trực thuộc đảng bộ để thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Sau đó thì đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và đồng thời đấy là cũng kiểm tra giám sát đấy, việc các cái chi bộ trực thuộc đấy, để thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ đấy, sau đó thì chúng tôi cũng đã tập trung đấy, các cái chi bộ trực thuộc đấy, xây dựng cái chương trình hành động cụ thể đấy, của từng chi bộ đấy, để phù hợp với điều kiện thực tế đấy, của từng chi bộ một đấy, để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đấy, và nhiều đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, về quốc phòng an ninh, tất cả đều phải triển khai đồng bộ và thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ đó. Đến nay, thị trấn có hơn 100 hectare diện tích cây lương thực có hạt, chăn nuôi ổn định với gần 450 con trâu bò, khoảng 1.000 con lợn và trên 7.700 con gia cầm. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm xuống còn khoảng 15%. Văn hóa xã hội, y tế giáo dục có những chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Kinh tế của thị trấn tiếp tục phát triển khá, đời sống của nhân dân được cải thiện. Đấy thì cho đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 107 hộ so với nghị quyết đề ra đạt hơn 200%. Và đời sống của nhân dân thì ngày một nâng lên, nhất là về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn. Đấy, hiện nay là qua tổng hợp thì năm bình quân đầu người là đạt 55 triệu đồng trên một người trên một năm. Song song với đó, trong lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ thị trấn Mường Trà xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Để tạo điều kiện cho thương mại dịch vụ phát triển, thị trấn đã có cơ chế chính sách thủ tục hành chính thông thoáng để khuyến khích các thành phần kinh tế, tiểu thương đầu tư phát triển, mở rộng dịch vụ, kể cả những người ở địa phương khác đến phát triển kinh doanh trên địa bàn. Được sự khuyến khích của địa phương và nắm bắt nhu cầu thực tế, hàng trăm hộ dân của thị trấn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực nhà hàng, quán ăn, hàng tạp hóa, buôn bán nông sản, kinh doanh đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ. Đến nay, trên địa bàn thị trấn có gần 150 hộ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Nhiều hộ đã đầu tư mở rộng các mặt hàng kinh doanh, trở thành đầu mối trung tâm, cung cấp hàng hóa cho nhân dân, đại lý tại các xã lân cận. 9 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Mường Trà đạt gần 4 tỷ 400 triệu đồng, đạt 64%.
Việc đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ không chỉ tạo cho thị trấn một diện mạo khang trang với nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh, mà còn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên, thì hội đã tuyên truyền vận động chị em trong việc phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể là phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan thì cử hội viên tham gia các lớp tập huấn. Ví dụ như phòng khuyến nông mở các lớp tập huấn về trồng lúa nước, về và chăn nuôi gia súc gia cầm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thứ hai nữa là tạo điều kiện cho chị em tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Ví dụ như phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho chị em tiếp cận các nguồn vốn như là vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, vốn hiện tại là có vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Thì thứ ba nữa là tạo điều kiện cho chị em có cơ hội để tham gia học hỏi những gương điển hình tiên tiến ở trong chi hội khác hoặc là ở bản khác, thì để chị em có những nền tảng để áp dụng vào việc phát triển kinh tế chăn nuôi trong gia đình mình. Thì qua đó thì hội cũng thấy toàn thị trấn thì tỷ lệ hộ nghèo cũng thấy giảm đi rõ rệt, và trong những năm qua riêng hội phụ nữ thị trấn thì cũng đã đăng ký với hội cấp trên là những chị em phụ nữ nghèo làm chủ hộ thì phải thoát nghèo. Trong năm là 4 chị thì bây giờ chị em cũng đã thoát nghèo và tạo điều kiện cho chị em có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Cấp ủy chính quyền thị trấn Mường Trà còn vận động khuyến khích nhân dân khai thác lợi thế sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, quy mô lớn được hình thành. Phần lớn các mô hình kinh tế gia trại được đầu tư với quy mô lớn, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, kết hợp vườn ao chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh việc lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy chính quyền thị trấn còn tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ để đầu tư xây dựng trường lớp học, cơ sở vật chất văn hóa nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đến nay, các trường học trên địa bàn thị trấn Mường Trà đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Năm 2019, thị trấn Mường Trà có 10 trên 11 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa, 945 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn luôn tập trung chính vào 5 nội dung của cuộc vận động. Và ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn, các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân để tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động mà do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động này. Hàng năm phối hợp với Ban Văn hóa Xã hội thị trấn này cũng tổ chức này và bình xét cho nhân dân đăng ký gia đình văn hóa. Hàng năm thì trên địa bàn thị trấn thì tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa là rất cao. Riêng đối với năm 2019-2020 thì trên toàn địa bàn thị trấn có 1.005 hộ trên 1.011 hộ đã đăng ký gia đình văn hóa. 11 trên 11 tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa. Nhờ phát huy tốt vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế và thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nên đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ thị trấn Mường Trà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thị trấn mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 năm triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà đã có nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống hội viên, phụ nữ vùng biên cương, nhất là phụ nữ, trẻ em nghèo. Qua đó giúp họ có cơ hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức. Ở huyện Mường Trà, chương trình được triển khai tại 3 xã biên giới gồm Mường Mươn, Na Sang và xã Ma Thị Hồ. Ngay từ khi bắt đầu chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà và đồn biên phòng Mường Mươn đã phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình gắn với nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ các xã. Trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chú trọng huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo vùng khó khăn về vốn, kỹ thuật canh tác, ngày công, cây con giống, mái ấm tình thương, tặng quà, nhu yếu phẩm, phương tiện sinh kế, sổ tiết kiệm, bò sinh sản, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thường xuyên tổ chức quán triệt
trong cán bộ hội viên phụ nữ, hội viên là được hỗ trợ cho vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội. 10 trên 12 cơ sở là về cho vay vốn phát triển kinh tế. Chị em từ khi mà được vay vốn thì chị em cũng được phát triển vay vốn để mà phát triển chăn nuôi rồi nâng cao đời sống cho chị em hội viên phụ nữ. Thay đổi rõ nét nhất là sau 3 năm triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại huyện Mường Trà, đó là kinh tế. Đời sống của phụ nữ có nhiều đổi mới. Qua những buổi giúp đỡ trực tiếp người dân lao động sản xuất, các cấp hội phụ nữ, bộ đội biên phòng còn đồng hành cùng chị em trong những buổi tập huấn, hướng dẫn chia sẻ kiến thức kinh tế xã hội, giúp chị em nâng cao hiểu biết, vận dụng trong cuộc sống. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm 3 nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật. Hỗ trợ gần 1.000 ngày công lao động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Vận động làm mới 36 nhà vệ sinh cho hội viên. Hội đã tặng hơn 800 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã tạo được sự lan tỏa, khơi dậy tình cảm tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Chúng tôi ra chỉ tiêu cho các tổ công tác là mỗi đội tổ công tác là phải giúp đỡ một hộ gia đình về con nuôi, cây trồng, vật giống. Do đó thì trong năm qua thì các tổ công tác căn cứ thì có nhiệm vụ của đơn vị cũng đã giúp đỡ 5 hộ và mỗi hộ giúp đỡ cây con giống chỉ tổng trị giá là 5 triệu đồng. Thì với cái số giúp đỡ này thì về hiệu quả kinh tế và lâu dài thì tôi chưa bàn tới, nhưng mà trước mắt ấy, qua kiểm tra và đánh giá thì cũng thấy cũng đem lại hiệu quả thiết thực đối với hộ gia đình đó. Họ cũng có điều kiện để phát triển và nâng cao phần nào đời sống hàng ngày. Trước đây gia đình tôi rất khó khăn. Năm 2018 thì gia đình tôi được hỗ trợ vay vốn của hội phụ nữ huyện và thường xuyên được các chị em trong hội và các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Mươn xuống tận nhà hướng dẫn kỹ thuật cách chăm sóc cây ăn quả, nuôi gà, thả cá. Dần dần tôi cũng nắm bắt được kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Từ đây gia đình tôi đã làm ăn khấm khá hơn trước nhiều. Bên cạnh đó, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương không chỉ huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, tạo động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn thể hiện tình quân dân và góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của phụ nữ vùng biên trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong 3 năm, phụ nữ 3 xã biên giới huyện Mường Trà đã tham gia 12 buổi tuần tra cột mốc biên giới với trên 200 lượt chị em phụ nữ cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Mường Mươn. Với mục tiêu đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã và đang thể hiện vai trò của mình để giúp các chị em vùng biên giới khó khăn của huyện Mường Trà từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng biên cương Tổ quốc. Với bao lời ca bên suối mắt trong tâm hồn ta, người ơi hãy về cùng em dệt những yêu thương nồng say. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.